Tuổi Tỵ năm 2022, công danh sự nghiệp viên mãn, giàu như vũ bão, tiền tiêu ba đời không hết. Xin được mến chào quý vị khán thính giả. Lời nói đầu tiên thì Diễm Quỳnh thay mặt cho thầy Gia Cát cùng với những người làm chương trình mến chúc quý vị gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Vâng, thưa quý vị thân mến, tuổi Tỵ là những người khôn ngoan, khéo léo và mạo hiểm. Họ giàu tình cảm, có đời sống nội tâm khá là phong phú, lãng mạn và luôn khiến cho người khác bị thu hút bởi vẻ đẹp uyển chuyển, sự quyến rũ của mình. Tử vi năm 2022 thì cho thấy rằng công việc làm ăn của tuổi Tỵ đang rất là trôi chảy, thuận buồm, xuôi gió. Tuy nhiên, do năm nay bị phạm thái tuế, cho nên bạn cũng cần phải có sự thay đổi về phương hướng hoặc là kế hoạch làm ăn để phù hợp với hoàn cảnh mới, tình hình mới. Bạn cũng cần có nhiều sáng kiến mới, tính toán nhanh nhẹn, nhiều ý tưởng sáng tạo thì mới đắc dụng cho bạn trong năm này. Ngoài ra thì làm việc gì, bạn cũng nên đi trước một bước, nếu chậm trễ thì sẽ không có lợi, bị mất đi cơ hội tốt, còn rước về cho mình rất nhiều những thiệt hại. Trong năm 2022 thì có tài lộc và có nhiều tin tức tốt đẹp về tiền bạc. Do được quý nhân giúp đỡ cho nên là mọi vấn đề liên quan đến tiền bạc đều được giải quyết một cách rất là nhanh nhẹn, thẳng thắn và sòng phẳng. Vì bị hạn thái tuế cho nên là tính tình thì dễ nóng nảy, có lời đề nghị hợp tác về công việc thấy có lợi thì chúng tôi khuyên bạn rằng là nên chấp nhận ngay và không nên chần chừ. Năm 2022 Nhâm Dần là một năm cực kỳ tốt đẹp đối với những người tuổi Tỵ, cho nên là bạn cần phải nắm bắt được điều này để giúp cho mình có được những thành công rực rỡ về tiền bạc cũng như là có được nhiều cơ hội thăng tiến làm ăn trong năm nay. Sự thành công của người tuổi Tỵ trong năm 2022 sẽ vang dội như thế nào thì xin mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng theo dõi video chi tiết ngay sau đây. Thưa quý vị, Thái tuế năm 2022 Nhâm Dần là hạ ngạc đại tướng quân cai quản. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài thái tuế để nghênh đón thái tuế mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt, kim bài thái tuế của phong thủy lộc tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho gia chủ tuổi Tỵ để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất. Tổng quan tử vi gia chủ tuổi Tỵ năm 2022 Nhâm Dần. Năm Nhâm Dần 2022 sẽ không còn thời kỳ bình ổn, trái lại, cuộc sống của người tuổi Tỵ sẽ có rất nhiều biến động. Vận khí trồi sụt rất mạnh, lúc thăng hoa tột đỉnh, khi lại tuột dốc đảo điên. Nếu không vững vàng tâm trí, e rằng bản mệnh sẽ đón một năm vất vả và áp lực. Bản mệnh chịu tác động lớn của cục diện hại thái tuế nên phương diện tài lộc biến động rất mạnh, dễ hao tài vì tin nhầm người, bị kẻ xấu hãm hại hoặc đối tác bạn bè gian dối. Trong năm, đường tình duyên bất thuận, nhà cửa dễ bị trộm cắp ghé thăm. Nhà có trẻ nhỏ nên tránh để trẻ chơi một mình, nên hạn chế tiếp xúc với động vật trong nhà như là mèo hay chó để tránh những thương tích không đáng có. Năm nay, mệnh chủ tuổi Tỵ khi xuất hành cũng cần phải chú ý tới an toàn của bản thân và tài sản, tránh việc bị trộm tài sản. Trong năm 2022 Nhâm Dần, các gia chủ sẽ cần phải cẩn trọng chú ý tháng Tân Hợi, có nghĩa là tháng 10 âm lịch, từ ngày 25 tháng 10 đến 23 tháng 11 dương lịch. Đây chính là tháng đại kỵ với những gia chủ tuổi Tỵ. Vào những ngày này, không nên tiến hành những công việc trọng đại. Tử vi sự nghiệp quan vận của mệnh chủ tuổi Tỵ trong năm Nhâm Dần 2022. Người tuổi Tỵ vốn rất coi trọng sự nghiệp, nỗ lực không ngừng để có cơ hội thăng quan tiến chức, vì thế mà luôn được lãnh đạo trọng dụng, đồng nghiệp tin tưởng giao phó trọng trách. Tuy nhiên, trong năm Nhâm Dần chịu ảnh hưởng lớn từ hại thái tuế mà công việc bất thuận, làm ăn khó khăn, bị tiểu nhân quấy phá, mâu thuẫn với đồng nghiệp và cấp trên. Theo đó, tinh thần bất ổn, liên tiếp phạm phải sai lầm khiến cho tiền bạc tiêu tán, uy tín giảm sút. Đây chính là thời điểm để bản mệnh tập trung phát triển bản thân, nhìn lại quá trình phấn đấu để tìm nguyên nhân tại sao vẫn chưa thể gặt hái thành quả ưng ý, thay vì cứ mải mê chạy theo danh vọng. Mệnh chủ tuổi Tỵ dễ dàng gặp được sự trợ giúp của người có chuyên môn thâm niên, giúp mở rộng tầm nhìn, xác định rõ ràng mục tiêu, phương hướng. Để cho vận trình công danh sự nghiệp và tài lộc trong năm 2022 Nhâm Dần được hanh thông thuận lợi,
gia chủ tuổi Tỵ, hãy luôn nhớ mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là pháp khí của nhà Phật, khi mang theo bên mình sẽ hóa giải được mọi thị phi, tai ách, giúp cho con đường quan vận và sự nghiệp của mệnh chủ được may mắn thuận lợi. Tử vi về tài lộc tiền bạc của mệnh chủ tuổi Tỵ năm Nhâm Dần 2022. Hại Thái Tuế mang điểm báo về sự cản trở, tiểu nhân quấy phá khiến cho con đường kiếm tiền làm giàu của tuổi Tỵ gặp nhiều trở ngại. Dù nỗ lực rất nhiều, song thu về không được như mong đợi. Tài vận trong năm kém sắc, kiếm tiền khó khăn hơn. Thậm chí, một số tư nhân đã rơi vào tình trạng phá sản, lãi không bù được lỗ, cắt lỗ liên miên. Cơ hội làm việc cũng không có nhiều, trong khi đó lại các loại chi phí gia tăng, chi tiêu khá eo hẹp. Hung thần mang điểm báo phá tài, thu nhập từ nhiều nguồn giảm sút. Áp lực về kinh tế nhiều hơn, khó tránh khỏi những thời điểm vay mượn nợ nần. Thậm chí còn có dấu hiệu mất tiền liên quan đến pháp luật. Cần phải cảnh tỉnh bản thân, đừng vì chút lợi trước mắt mà vướng họa lao ngục sát thân. Vì thế trong năm 2022, tuổi Tỵ cần phải làm ăn chân chính, tránh sự mập mờ, lập cho mình kế hoạch tài chính cụ thể, có sự phòng bị trước, chi tiêu tiết kiệm, đề phòng bất trắc. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc vào năm 2022, Thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân Tỵ Dậu Sửu, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được Thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng cho gia chủ, để cho vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Tử vi về sức khỏe của mệnh chủ tuổi Tỵ năm Nhâm Dần 2022. Năm Nhâm Dần 2022, áp lực từ công việc, tiền bạc và xung đột về tình cảm khiến cho tinh thần của tuổi Tỵ bất ổn, nhiều lo toan căng thẳng, vì thế mà sức khỏe giảm sút đáng kể. Tuy nhiên, phần lớn không mắc bệnh tật nghiêm trọng hay là các bệnh hiểm nghèo, có ốm đau cũng qua loa, nhanh khỏi, gặp được thầy, được thuốc. Mệnh chủ cũng cần phải chú ý giữ bình tĩnh trong mọi chuyện, không cố tình gây mâu thuẫn, xung đột với người khác, nên hạn chế sử dụng những đồ vật sắc nhọn hoặc đến những nơi ẩm ướt, âm u, nguy hiểm. Trong cuộc sống hàng ngày thì cần phải chú ý giữ gìn lối sống lành mạnh, tránh xa rượu bia và các chất kích thích. Nếu không, không chỉ sức khỏe của bạn xuống dốc mà ngay cả sự nghiệp cũng phải chịu ảnh hưởng xấu theo. Ngoài ra, bản mệnh còn dễ mắc phải bệnh vặt khi mà thay đổi thời tiết. Khi trời chuyển lạnh hoặc chuyển nóng thì cần phải có trang phục thích hợp. Con giáp này không nên quá tập trung vào sự nghiệp mà quên mất việc phải nghỉ ngơi. Khi có thời gian rảnh rỗi hoặc khi phải chịu áp lực căng thẳng thì nên chú ý nghỉ ngơi, đến những nơi trong lành để thay đổi tâm trạng hoặc trò chuyện tham gia cùng các hoạt động tập thể với mọi người. Tử vi về tình cảm của mệnh chủ tuổi Tỵ năm Nhâm Dần 2022. Hại Thái Tuế đại diện cho yếu tố thứ ba, xen ngang tình cảm lứa đôi, khiến cho đôi bên nảy sinh nhiều mâu thuẫn, hôn nhân bất lợi, tình cảm đi xuống, gia đạo vì thế mà khó bề yên ổn lâu dài. Song tuổi Tỵ nên lưu ý rằng đào hoa trong năm của bạn còn là đào hoa sát, khiến cho mệnh chủ dễ dàng có được nhưng cũng dễ dàng mất đi. Nói một cách đơn giản hơn thì đó là thứ tình cảm quá dễ dàng có được nên chúng ta khó mà biết trân trọng, giữ gìn trong tay mình. Có thể chỉ là cơn mơ thoáng qua, chưa kịp hạnh phúc đã phải nói lời tạm biệt. Với người đã có đôi có cặp thì đây có thể là dấu hiệu bạn dễ bị vướng vào các mối quan hệ ngoài luồng như là tình công sở, tình một đêm. Nếu không cẩn thận, bạn có thể sa ngã và đưa hạnh phúc gia đình mình lên bờ vực tan vỡ. Quá mức chuyên tâm phát triển sự nghiệp mà chảnh mảng với gia đình và nửa còn lại khiến cho đối phương trong lòng bất mãn, làm cho tình cảm rạn nứt. Kiến nghị đôi bên hãy nên cân đối tốt giữa công việc và gia đình, dành nhiều thời gian hơn cho gia đình và nửa còn lại. Mệnh chủ sẽ cần phải cân nhắc kỹ trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào. Đừng tính toán thiệt hơn với người mình yêu, bởi có khi bạn chưa được lợi thì đã phải chịu thiệt thòi lớn. Vận hạn chi tiết của từng tuổi Tỵ trong năm Nhâm Dần 2022.
tuổi Tân Tỵ sinh năm 2001, Bạch là Kim. Năm 2022, người tuổi Tân Tỵ có thể sẽ phải học cách một số việc không được như mong muốn của mình. Trải qua việc này, có thể bạn sẽ trưởng thành hơn và dũng cảm hơn khi đối diện với cuộc sống. Quan hệ xã giao của bản mệnh không được lý tưởng, bạn cần phải mở lòng hơn trong giao tiếp với mọi người, đồng thời không nên chấp nhặt người khác vì những sự cố không ai mong muốn xảy ra. Tình cảm trong gia đình không mấy thuận lợi cũng là một trong những nhân tố ảnh hưởng đến tinh thần và cảm xúc của bạn. Bạn cần phải có cách cân đối và giải quyết sao cho hợp lý, chớ nên đẩy mọi chuyện lên quá cao, khiến cho người trong cuộc đều phải chịu tổn thương. Tuổi Kỷ Tỵ, sinh năm 1989, Đại Lâm Mộc. Vận trình năm 2022 của người tuổi Kỷ Tỵ khá là lý tưởng, mệnh chủ sẽ có đường công danh, có quý nhân nâng bước, mọi chuyện đều thuận buồm xuôi gió, có nhiều cơ hội để thăng quan tiến chức, lương bổng cũng cao hơn. Mệnh chủ có các mối quan hệ xã giao rộng, nhân duyên cũng khá tốt, song cần phải chú ý phân biệt rõ ràng người tốt kẻ xấu, đừng để mình tin lời kẻ xấu mà đầu tư một khoản tiền lớn vào nơi không đáng tin cậy, và cũng đừng hiểu lầm người tốt mà khiến cho quý nhân xa dần. Tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977, Sa Trung Thổ. Năm 2022 không phải là một năm quá thuận lợi đối với người tuổi Đinh Tỵ. Vì vậy mà bản mệnh cần phải chuẩn bị tinh thần sẵn sàng đối diện với khó khăn. Thực chất, đường số vẫn còn khá trẻ tuổi, do đó chớ nên vội vàng thỏa hiệp hoặc đầu hàng trước vấn đề xảy ra trong cuộc sống. Hãy coi những biến cố mình gặp phải giống như là một đòn bẩy để mình có thể thăng tiến hoặc đạt được những thứ hạng vượt bậc hơn trong tương lai. Chuyện đầu tư, kinh doanh, chớ nên vội vàng. Cần phải thăm dò rõ ràng tình hình thị trường trước khi mà đưa ra quyết định. Các mối quan hệ xã giao không thuận lợi cũng là yếu tố cản trở thành công của bạn. Tuổi Ất Tỵ, sinh năm 1965, Phú Đăng Hỏa. Người tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965, trong năm 2022, vận trình không có gì nổi bật. Khoảng thời gian đầu năm sự nghiệp thuận lợi có đà thăng tiến, nên chú ý để nắm bắt cơ hội ngay khi có được. Yếu tố may mắn chỉ là một phần, căn bản con giáp này phải dựa vào chính sức mình. Nỗ lực hết sức thì tất sẽ giành được thành quả không tồi. Tuy nhiên, nên chú ý lượng sức mình, đừng theo đuổi những thứ quá xa xôi. Chọn cho mình mục tiêu vừa sức, thấy đủ là đủ, đừng nên tự ép bản thân. Khoảng cuối năm vận trình xuống dốc, nếu có dự định đầu tư thì cần phải cực kỳ thận trọng, hạn chế đầu tư với quy mô lớn, khả năng mất tiền hao của rất cao. Đã xác định đổ tiền đầu tư thì việc gì cũng phải tự mình làm, tìm hiểu thật kỹ trước khi quyết định. Đừng thấy bước đầu suôn sẻ mà đắc ý, quên mất phải khiêm nhường. Tuổi Quý Tỵ sinh năm 1953, Trường Lưu Thủy. Tử vi năm 2022 của tuổi Quý Tỵ cho thấy bản mệnh và thái tuế hình thành nên cục diện hại thái tuế, gây ảnh hưởng lớn đến các mối quan hệ của người sinh năm 1953. Vấn đề chủ yếu xảy ra giữa anh em con cháu trong nhà, mọi người thường xuyên mâu thuẫn, xung đột, gây rạn nứt tình cảm. Quan hệ giữa hàng xóm láng giềng cũng không được yên bình, dễ nảy sinh tranh chấp, thậm chí còn gây ảnh hưởng đến tài chính. Các gia chủ tuổi Tỵ trong năm nay sẽ cần phải sử dụng vòng cổ bát bảo tâm kinh để bổ trợ thân mệnh cho mình. Đây chính là pháp khí phong thủy của nhà Phật, mang lại sức khỏe, giúp chiêu vận quý nhân, kích tài, nạp phúc, tăng cường hòa hợp thiên địa nhân hợp nhất. Vật phẩm phong thủy bát bảo tâm kinh đã được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày sử dụng để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất cho gia chủ. Quý vị thân mến, vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về lá số tử vi của tuổi Tỵ trong năm 2022 nhâm dần. Qua đó thì quý vị cũng phần nào nắm được vận hạn của mình và biết được mình cần phải làm gì để có được may mắn và thành công trong năm 2022 nhâm dần, đúng không ạ? Dũng Quỳnh rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị cũng đừng quên nhấn nút đăng ký theo dõi kênh và chọn vào tín hiệu quả chuông ở bên góc phải màn hình để luôn là người đầu tiên nhận được những video mới nhất của chúng tôi để cập nhật về kiến thức phong thủy và tử vi quý vị nhé. Còn bây giờ thì Dũng Quỳnh xin mến chào và hẹn gặp lại.